Xin chào mọi người, đây là bài viết Bạn có cần lịch làm việc không? Của Minh Lộc Is Positive, đăng trên spyroom.com. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi, chúng ta bắt đầu bài viết này luôn nha. Lịch làm việc, mình có cần nó không? Mình chưa từng có lịch làm việc trước khi vào đại học. Không hẳn, có. Nhưng một tháng điền cho một ngày và dành nửa buổi để soạn một cái lịch đẹp đẹp rồi để đấy thì không hẳn là làm việc theo lịch cho lắm. Mình viết bài này vì mình thấy nhiều người đang bị như thế. Tin mình đi, dành thời gian đó xem độ Mizi nếu bạn thích chơi game hoặc nghe TED Talk nếu bạn thích học hỏi sẽ giá trị hơn nhiều. Nhu cầu sử dụng lịch chỉ thực sự tới khi mình 18 tuổi. Thế giới mới và quan trọng hơn là có nhiều chuyện cần làm, có thể làm bên cạnh đi học, ăn và ngủ là lúc mà quỹ thời gian tưởng như vô hạn, giờ đây cần phải phân chia. Khi ấy, chẳng cần ai nói, tự mình sẽ phải nghĩ đến việc làm lịch sau khi gục ngã vì n thể loại deadline mà vẫn loạn tung đầu óc. Đừng dựng lên lịch làm việc chỉ vì cho vui hay ai đó bảo bạn làm. Khi nào tự bạn cảm thấy bạn đã trở nên bận rộn và cần phân chia quỹ thời gian hợp lý, tự bạn sẽ nhận thức bạn phải làm. Nếu chưa thấy cần á, cứ quẩy đi. Sử dụng lịch làm việc như thế nào cho hợp lý? Quan sát khá nhiều bạn bè sử dụng các công cụ khác nhau, mình thấy có hai công cụ sử dụng hữu ích nhất, đó là Evernote và Google Calendar, theo cách bổ trợ cho nhau. Google Calendar là công cụ tổng quan tuyệt vời với những lịch cố định, hẹn trước khi tính đồng bộ cao, cho phép bạn luôn có thể cập nhật lịch mọi lúc, mọi nơi và không bao giờ quên. Rất phù hợp với những lịch cố định như lịch học, có thi, lịch phỏng vấn và hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh đó, chức năng tô màu của Google Calendar cũng khá hữu dụng khi bạn hoàn toàn có thể highlight một số cột màu tiêu biểu. Mặc dù vậy, mình khuyên bạn không nên mất quá nhiều thời gian cho chuyện tô vẽ. Dù sao, lịch làm nên cũng là để mình tiết kiệm thời gian và tự mình làm cho mình xem mà. Một số người có thể đề xuất Google Calendar cho lịch làm việc luôn. Mình thấy có thể, nhưng không hợp lý. Bởi quan trọng là chúng ta làm việc theo các đầu mục, không phải là làm việc theo múi giờ. Bản chất là vậy. Nếu liên tục cố nhét các đầu việc vào một múi giờ nhất định, chỉ cần hỏng một việc là mất cả ngày loạn lạc. Mình dùng Evernote như ảnh. Đây chính là Evernote của mình. Mỗi ngày mình có một note mới với tên chính là tên ngày, cộng cái gì mình nghĩ lúc đó. Bên trong, mình điền các task, những nhiệm vụ cần làm trong ngày. Làm xong tới đâu, mình thích tới đó. Bởi vậy lúc nào trong ngày mình cũng có thể review nhanh bản thân đã làm được gì và còn gì phải làm, cũng như đánh giá cả quá trình thì tiện hơn rất nhiều. Ngày nào chưa xong, mình tích vào và copy cái task đó qua ngày mới, thế là lại không lỡ việc. Hy vọng mọi người cũng có thể chia sẻ phương pháp đang sử dụng về cách sắp xếp lịch làm việc để có thể học hỏi và tiếp thu từ nhau. Mình rất mong có thể tiếp tục cải tiến thêm, đồng thời tìm được một biện pháp thích hợp để keep up với các mục tiêu dài hạn. À, nhưng mà hôm nay là chủ nhật nên nhớ chừa lịch lại cho bản thân một buổi nghỉ ngơi ngay và luôn đi nha. Và hy vọng các bạn thích nội dung lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.